Chính thức triển khai giao dịch điện tử trong toàn ngành từ quý 1 2015, nhưng đến nay có đến 90% các doanh nghiệp đã tham gia thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội qua mạng. Đây là kết quả từ khảo sát thực tế bảo hiểm xã hội do Hội Tư vấn Thuế thực hiện tại 17 tỉnh thành trong cả nước. Theo số liệu từ khảo sát thực tế bảo hiểm xã hội do Hội Tư vấn Thuế công bố, tỷ lệ các doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm qua mạng đã đạt trên 90%. Cá biệt, một số bảo hiểm xã hội huyện tại Khánh Hòa có tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%. Nhờ giao dịch điện tử, các doanh nghiệp đã thoát khỏi tình cảnh chen chúc xếp hàng chờ đợi để lấy số làm thủ tục nộp tiền bảo hiểm xã hội hoặc là nộp hồ sơ làm thủ tục chi trả. Trường hợp hồ sơ giấy tờ không thực hiện gửi qua mạng được, hiện các cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tự bỏ chi phí để doanh nghiệp không phải mang hồ sơ đến bảo hiểm xã hội. Cũng theo khảo sát này, có đến 100% các doanh nghiệp được khảo sát đánh giá cao sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội trong tiến trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Còn theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, nếu như năm 2014, tổng thời gian một doanh nghiệp dành cho bảo hiểm xã hội lên đến 335 giờ một năm, thì đến năm 2017, con số này đã giảm gần phân nửa,